Dạ, Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Đại Nghĩa muốn chia sẻ với tất cả các bạn đôi điều. Những ngày vừa qua thì cũng có một số bạn nhắn tin hỏi nghĩ rằng là đã sao kê cái khoản tiền 3 tỷ mà Trấn Thành đã gửi cho Nghĩa trong cái chuyến đi từ thiện ở miền Trung vào năm 2020 hay chưa. Thì sẵn ngày hôm nay Nghĩa cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn. Các bạn hỏi nghĩ rằng đã sao kê chưa thì Nghĩa nghĩ rằng có lẽ là các bạn đã chưa theo dõi cái hành trình mà Nghĩa đã cùng với những người bạn của mình với tài khoản An Vui đã đi miền Trung vào tháng 11 năm 2020, là bởi vì Nghĩa đã sao kê rồi. Nghĩa đã sao kê từ cái thời điểm kết thúc chuyến đi chứ không phải đến tận bây giờ đâu. Đợt đó Nghĩa đi tổng cộng là 2 chuyến ra miền Trung. Một chuyến đầu tiên là 4 ngày, sau đó về được 1-2 hôm thì lại tiếp tục bay ra miền Trung thêm một đợt nữa, đi thêm 3 ngày nữa. Và sau đó về thì Nghĩa đã có những cái bài tổng kết cũng như là Nghĩa đã có luôn cả một cái phần sao kê để cho mọi người có thể được nắm rõ. Vì vậy, Nghĩa xin nói với các bạn rằng là Nghĩa đã sao kê từ lâu lắm rồi, từ khi kết thúc 2 chuyến đi đó chứ không phải đến tận bây giờ khi các bạn hỏi Nghĩa mới sao kê. Nhưng mà để cho nó rõ ràng hơn thì Nghĩa cách đây vài ngày Nghĩa cũng đã có gọi điện đến nhờ nhân viên ngân hàng á, là gửi cho Nghĩa một cái file email sao kê lại vào cái khoảng thời điểm đó để Nghĩa cập nhật lại một lần nữa trong cái status mà Nghĩa đã sao kê trước đó để cho các bạn xem có thể rõ ràng hơn. Nếu như các bạn đã có theo dõi cái hành trình của Nghĩa trong cái chuyến đi miền Trung thì các bạn cũng thấy rằng là lúc đó Nghĩa đi không phải một mình mà Nghĩa đi cùng với rất nhiều các anh em nghệ sĩ khác nữa. Cái thứ nhất là bởi vì Nghĩa muốn các anh em cũng đi cùng mình để hỗ trợ mình trong cái việc mà mình phân phát cho bà con. Và cái thứ hai là cũng để mọi cái nó trở nên nó rõ ràng, nó minh bạch hơn. Cho nên là cũng khá đông các anh em đi cùng với Nghĩa trong những chuyến đi đó. Thì ở mỗi một cái chặng hành trình, tùy vào cái điểm đó nhiều hay ít mà Nghĩa sẽ phân ra 4 hoặc là 5 hoặc là 3 cụm các anh em nghệ sĩ chịu trách nhiệm đứng ở những cái vị trí khác nhau để các anh em có thể phân phát tiền cho bà con. Những chuyến đi đó thì Nghĩa là phát tiền cho bà con chứ Nghĩa không có gửi quà, là bởi vì Nghĩa nghĩ rằng là gửi tiền cho bà con để bà con có thể sử dụng, muốn làm gì làm nó sẽ dễ hơn. Mỗi một người chỉ có 500.000 thôi, không nhiều, nhưng mà mình rải được số đông, mình gửi được cho bà con ở số đông thì mỗi người có một ít như vậy cũng vui. Thì trong suốt những cái chặng hành trình đó Nghĩa đều có cập nhật hình ảnh, thông tin, clip hoặc là số tiền mà mình ở mỗi một điểm mình trao là bao nhiêu thì Nghĩa đều có cập nhật từng chặng hết. Các anh em nghệ sĩ khác thì là có livestream nữa kia, chẳng hạn như Nam Thư hay là Nhật Kim Anh hay là Dương Lâm, các bạn ấy đều có livestream trong khi các bạn ấy làm việc, khi các bạn đang phát tiền cho người dân. Và mỗi một cụm như vậy không phải chỉ có một người đứng đâu, một bạn đứng chịu trách nhiệm phát tiền là các bạn nghệ sĩ nào đó, rồi sau đó còn có một hai bạn khác làm cái công việc ví dụ như là gọi tên hoặc là kiểm phiếu hoặc là sắp xếp hàng ngũ vân vân. Rất là nhiều những cái người đã cùng làm việc với Nghĩa trong cái thời điểm đó. Nghĩa thì Nghĩa không có livestream bởi vì lúc đó Nghĩa phải bận chạy vòng ngoài, Nghĩa phải điều phối công việc, Nghĩa phải sắp xếp tất cả mọi cái, cho nên là Nghĩa nhờ các anh em nghệ sĩ hỗ trợ Nghĩa trong cái việc là phân phát cho bà con. Thì các anh em cũng có nhiều người livestream mỗi ngày để có thể chia sẻ lại cái hành trình cũng như là cái không khí, hình ảnh của bà con vào cái thời điểm đó như thế nào cho tất cả mọi người tiện theo dõi. Thì Nghĩa đi như vậy là tổng cộng 2 chuyến, chuyến đầu và chuyến sau nữa là 3 ngày cũng như thế. Các anh em cũng đều làm việc như vậy. Và sau đó về thì Nghĩa là lập tức Nghĩa có những cái bài viết tổng kết coi là cái chuyến đi đầu tiên là mình đã đến được bao nhiêu điểm, mình gửi được bao nhiêu tiền cho bà con, và chuyến thứ hai cũng như vậy, rồi tổng kết 2 chuyến lại như thế nào. Rồi sau đó vài ngày sau là Nghĩa đã có sao kê ngân hàng để Nghĩa đăng lên cho mọi người tiện theo dõi luôn. Cái số tiền 3 tỷ của Trấn Thành lúc đó Nghĩa nhận, Nghĩa có gửi vào tài khoản đó, tài khoản An Vui như thế nào. Rồi khi bắt đầu chuyến đi, rồi trong hành trình chuyến đi Nghĩa đã rút tiền ra ở mỗi một điểm như thế nào. Rồi sau khi chuyến đi kết thúc trở về, cái tiền còn dư là Nghĩa đã nộp ngược trở lại vào trong tài khoản An Vui ra sao, Nghĩa có đều hết, có hết trong cái phần sao kê. Bởi vì khi mà chúng ta đi miền Trung như vậy chúng ta không có chuyển khoản. Thường thì tài khoản An Vui là sẽ chuyển khoản đi các đầu cầu, các nơi hoặc là để mình làm. Nhưng mà đi ra đó thì mình đâu có chuyển khoản được, mình phải rút tiền mặt để mình phát cho bà con. Vì vậy khi mà xong hai chuyến về thì vẫn còn dư lại là Nghĩa đã chuyển ngược lại vào trong tài khoản như thế nào đó. Thì nó có đều hiển thị rõ hết trong những cái phần sao kê cũng như là những cái phần cập nhật của mình để
để mọi người có thể tiện theo dõi. Thì vào thời điểm đó cũng có rất là đông tất cả quý vị khán giả, những người mạnh thường quân, những người giỏi theo cái hành trình của Nghĩa và những người bạn cùng với tài khoản An Vui cũng thấy rằng từng ngày đoàn đã đi qua những đâu, những cái khó khăn như thế nào về mặt thời tiết, về mặt địa hình, về tất cả mọi cái, cũng như là hình ảnh của những cái nơi mà đoàn đến rồi phát quà cho bà con ra làm sao, thì nó đều có, không có thiếu một cái gì cả để tất cả mọi người có thể tiện theo dõi. Và thật ra cái việc mà tài khoản An Vui hỗ trợ cho miền Trung không phải chỉ gói gọn trong hai chuyến đi đó đâu, mà từ trước khi Nghĩa và những người bạn đích thân ra miền Trung thì cũng đã có hỗ trợ cho miền Trung từ trước đó rồi. Ngay khi miền Trung bắt đầu bước vào những cái trận bão lũ lịch sử đó, sạt lở đất tất cả mọi cái, thì Nghĩa ở đây, Nghĩa cũng đã chuyển đi các nơi về phía miền Trung để tặng quà cho bà con, để hỗ trợ cho bà con, ví dụ như là lương thực, thực phẩm, rồi áo ấm, rồi áo phao, thậm chí là thuyền cứu hộ, cứu sinh gì cũng có đầy đủ hết. Và từ trước đó luôn luôn người ta cập nhật tất cả những cái công việc mà tài khoản An Vui làm. Rồi sau đó đến khi mà Nghĩa cùng với những người bạn đích thân ra ngoài đó thì mình lại tiếp tục cập nhật, và kể cả sau khi kết thúc hai chuyến đi đó về thì tài khoản An Vui của chúng ta vẫn tiếp tục hỗ trợ cho miền Trung, chứ không phải chỉ gói gọn trong hai cái chuyến đi đó. Vẫn tiếp tục hỗ trợ bằng cách là mình gửi đến những cái đầu cầu thiện nguyện của mình, những người bạn của mình đi ra miền Trung, để mình gửi theo, để mình hỗ trợ, mình gửi các phần quà. Và trong những cái chuyến đi của những đầu cầu thiện nguyện, những người bạn đó của mình cũng đều có cập nhật hình ảnh lại hết, và mình cũng đã có chia sẻ đầy đủ rất là rõ để cho tất cả mọi người có thể theo dõi. Như mọi người cũng biết là tài khoản An Vui, nếu như ai có theo dõi thì sẽ biết là không phải chỉ là hỗ trợ cho cái việc mà miền Trung lũ lụt thiên tai, mà đã làm rất là nhiều những công trình từ trước đó nữa. Ở các mọi miền đất nước, miền Tây có, miền Trung có, miền Bắc có, ở đâu cũng có cả, vùng cao Tây Nguyên ở đâu cũng có cả. Và không phải lúc nào Nghĩa cũng có thể nghe đến được tận nơi những điểm đó, mà mình sẽ gửi đi để mình hỗ trợ. Mình gửi đến những cái đầu cầu của mình để có thể mang quà đến tận nơi cho bà con và cập nhật đầy đủ lại hết cho mình, để mình có thể chia sẻ cho mọi người, để mọi người có thể tiện theo dõi. Và sau những chuyến đi miền Trung cũng như vậy, tiếp đến là những cái đợt mà chẳng hạn như là gần đây hơn là giải cứu nông sản Hải Dương chẳng hạn, cũng là một cái đợt mà tài khoản An Vui của chúng ta đã hỗ trợ rất là nhiều. Rồi kể cả đến cái thời điểm dịch bệnh bây giờ thì tài khoản An Vui vẫn đang tiếp tục làm cái vai trò của mình, đó là hỗ trợ về mặt lương thực, thực phẩm hoặc là các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, cho các tuyến đầu, cho các khu phong tỏa, khu cách ly, cho các khu bà con, vân vân. Rất là nhiều những cái hoạt động như vậy mà tài khoản An Vui đã làm trong suốt những năm vừa qua. Tài khoản An Vui của chúng ta thì thực ra không phải làm những cái chuyện nó quá to tát, nó không phải là những cái chuyện kinh thiên động địa, nhưng mà là nó làm rỉ rả và làm đều từ ngày này qua tháng nọ qua năm khác, và chúng ta cứ làm như vậy trong cái khả năng cho phép của tài khoản của chúng ta. Chẳng hạn như là tài khoản của chúng ta nếu như không có phải giúp đỡ hỗ trợ cho những cái thời điểm bị thiên tai, hạn hán, mất mùa gì đó, thì chúng ta vẫn làm các công việc như là xây nhà nè, xây cầu nè, đắp đường nè, xây trường học nè, rồi đào giếng nè, rồi giúp đỡ cho các vùng bị hạn mặn nè, hoặc là giúp đỡ cho những người bị bệnh nè, hoặc là hỗ trợ về xe lăn, rất là nhiều những cái hoạt động mà tài khoản An Vui đã làm. Thì nếu như các bạn có theo dõi thì các bạn cũng sẽ thấy là trong suốt cái hành trình mà tài khoản An Vui làm như vậy thì Nghĩa đều có cập nhật, Nghĩa đều có chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể hiểu rõ hơn, biết được là cái số tiền của mình khi mà chuyển vào trong tài khoản á, thì đã được sử dụng cho cái mục đích gì. Và thường thì đầu tháng Nghĩa sẽ sao kê ngược trở lại cái tháng trước. Nếu như mà tháng nào mà mình bận rộn công việc, mình quên, mình không có sao kê, thì chừng 1-2 tháng sau gì đó là Nghĩa lại sao kê trở lại. Nghĩa sao kê trở lại để Nghĩa đăng lên cho mọi người theo dõi. Và từ đó đến nay, tài khoản An Vui đã làm như vậy, không phải chỉ là một cái chuyến đi miền Trung đó, mà đã làm rất là nhiều những cái hoạt động thiện nguyện khác nữa. Và Nghĩa nghĩ rằng với những cái điều mà Nghĩa cùng với tài khoản An Vui đã làm trong suốt thời gian vừa qua, thì những ai là những người bạn đồng hành, những ai có theo dõi, có quan tâm, thì có lẽ cũng có được cái sự tin tưởng nhất định nào đó dành cho Nghĩa cũng như là dành cho tài khoản An Vui. Bởi vì tài khoản An Vui là một cái tài khoản độc lập, một cái tài khoản duy nhất dùng cho cái mục đích từ thiện. Và cũng đã rất là nhiều lần trong những cái live stream, Nghĩa luôn luôn nói với các bạn rằng là đừng lầm lẫn, bởi vì tài khoản An Vui thì chỉ có một cái số tài khoản đó, là bởi vì đã từng có những người đứng ra mạo danh Nghĩa hoặc là mạo danh tài khoản để quyên góp hỗ trợ. Và Nghĩa đã từng nói rất là nhiều lần trong những cái buổi trò chuyện trực tuyến của Nghĩa với tất cả các bạn, để Nghĩa nhắc các bạn biết rằng là tài khoản Vui của chúng ta chỉ có một, và chỉ có một số tài khoản đó dùng cho cái công tác từ thiện, chứ không hề dính dáng và liên quan gì đến những cái tài khoản cá nhân khác. Vì vậy toàn bộ số tiền mà mọi người khi chuyển vào trong tài khoản đó thì vẫn nằm y nguyên chỗ đó.
Thí dụ số tiền đó mình không sử dụng cho cái thời điểm này thì đến cái thời điểm sau mình cũng sẽ sử dụng tới. Là bởi vì không phải lúc nào mình cũng sẽ dốc hết tiền cho một cái công việc gì đó. Ví dụ như cái xây cầu, cái xây nhà thì không phải chỉ làm đúng cho một địa phương này mà mình còn làm cho những địa phương khác nữa. Hoặc là mình hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn thì mình không phải hỗ trợ cho điểm này không mà mình hỗ trợ cho những điểm khác. Vì vậy khi mà ai đó gửi tiền vào thì nó vẫn nằm y nguyên trong cái tài khoản đó. Nếu như mà mình sử dụng cho cái chỗ này chưa được thì mình sẽ sử dụng cho cái chỗ khác và nó vẫn không có thất thoát đi đâu cả. Và tất cả những cái đó nó đều hiển thị rất là rõ trong cái phần sao kê, là bởi vì Nghĩa không bao giờ Nghĩa sử dụng cái tiền trong cái tài khoản đó cho bất kỳ một cái mục đích nào khác ngoài cái công tác từ thiện, kể cả những cái chuyến đi xa của Nghĩa và tài khoản An Vui. Khi mà Nghĩa đi miền Tây hay đi miền Trung, miền Bắc, đi ở đâu cũng vậy, thì Nghĩa luôn luôn nói với các anh em đi cùng với mình là mình sẽ phải tự túc hết tất cả mọi chi phí đi lại, ăn ở, ngủ nghỉ. Ví dụ như trong cái chuyến đi miền Trung đợt vừa rồi thì các anh em nghệ sĩ cùng với Nghĩa ai nấy cũng đều phải tự thanh toán hết tất cả những cái chi phí cá nhân, như là tiền vé máy bay hoặc là tiền ở khách sạn. Còn riêng tiền ăn thì trong cái đợt vừa rồi may mắn là có một cái chị đi cùng đoàn, chị Phát Tâm, chị hỗ trợ tiền ăn cho đoàn trong mấy ngày. Rồi những cái buổi còn lại thì có khi là các anh em ở địa phương mời đoàn ăn một bữa cơm, hoặc là anh em trong đoàn tự móc tiền túi ra, gọi là mình mời cả đoàn mình ăn một bữa, tức là anh em tự thanh toán hết. Và tiền xe thì là Nghĩa là người thanh toán. Mướn những cái xe lớn chở đoàn đi thì đi suốt mấy ngày trời như vậy thì tiền túi của Nghĩa cũng tự bỏ ra để thanh toán. Chứ hoàn toàn tất cả các anh em đều thỏa thuận và thống nhất với nhau không sử dụng một đồng nào trong cái tài khoản An Vui, đó là tiền của mọi người đóng góp, thì chúng ta chỉ sử dụng số tiền đó để gửi đến cho bà con bằng cách này hoặc cách khác. Thí dụ gửi tiền mặt, hoặc là mình làm các công trình ở các nơi thì mình gửi tiền để hỗ trợ cho các công trình đó, chứ hoàn toàn không bao giờ Nghĩa trích cái tiền đó ra để làm cái phần chi phí đi lại hay ăn ở cho bản thân mình hay là cho anh em đi cùng. Đó là cái điều mà nếu như các bạn có theo dõi cái tài khoản An Vui cũng như hành trình của Nghĩa từ đó đến giờ thì Nghĩa luôn luôn nói về điều đó. Khi có những chuyến đi xa, Nghĩa đều nói rất là rõ ràng với các bạn rằng là cái chuyến đi này anh em Nghĩa cùng với những người khác đều phải tự túc hết. Còn tài khoản An Vui của chúng ta chỉ sử dụng đúng cái số tiền cho cái mục đích đó mà thôi. Ở mỗi một điểm chúng ta phát quà hay phát tiền gì đó thì anh em cũng là cái người trực tiếp cầm tiền để mà phát cho bà con. Rồi hình ảnh, clip hoặc là livestream thì cũng đều có chia sẻ lại đầy đủ. Nhưng mà phải nói thật với các bạn rằng là ở mỗi một cái điểm phát quà như vậy, không bao giờ mà chúng ta phát đúng được với cái số danh sách mà địa phương đã đưa lên. Là bởi vì có rất là nhiều những bà con ở lân cận, hoặc là người ta biết là thông tin có đoàn đến thì người ta cũng đến để xin được hỗ trợ. Mặc dù người ta có khi không có phiếu, hoặc là đôi khi có những phiếu không hợp lệ, nhưng mà bây giờ bà con đến rồi mà mình không phát thì cũng rất là tội. Cho nên mình cũng phát luôn cho bà con, số tiền cũng đâu phải là quá nhiều, nhưng mà nếu như bà con cầm được cái số tiền đó trên tay thì bà con sẽ rất là vui. Thì đó luôn luôn là cái tiêu chí hàng đầu của Nghĩa cùng với các anh em khi đi đến các nơi để làm các công trình thiện nguyện của mình. Và tài khoản Vui của chúng ta đã làm như thế trong suốt mấy năm vừa qua, trải dài đến tận ngày hôm nay. Trong những ngày gần đây thì nếu như các bạn có theo dõi thì tài khoản Vui vẫn dành hết tất cả cho thành phố, cho Sài Gòn, bởi vì ở đây đang diễn ra dịch bệnh nặng nề. Vì vậy Nghĩa cùng với tài khoản Vui vẫn đang tiếp tục làm cái vai trò đó là hỗ trợ cho bà con trong Sài Gòn để có thể nương nhau để mà cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Và từng ngày cái việc làm như thế nào, hay là mua cái hàng gì, nhập cái hàng gì về, Nghĩa cũng đều có chia sẻ rất là cụ thể, rất là rõ ràng để cho tất cả mọi người tiện theo dõi. Thì Nghĩa mong rằng tất cả những cái điều mà Nghĩa đã làm từ trước đến giờ cùng với tài khoản Vui cũng tạo được cho mọi người cái niềm tin nhất định dành cho bản thân Nghĩa. Nghĩa thật với các bạn, khi Nghĩa đã được niềm tin và sự yêu thương của nhiều người như vậy thì Nghĩa không bao giờ Nghĩa muốn làm một cái điều gì đó nó khuất tất để nó phụ lại cái niềm tin, cái sự mong mỏi của tất cả mọi người. Nghĩa hay những anh em đi cùng đoàn với Nghĩa khi mà bước vào một cái công trình nào đó, một cái chương trình nào đó thì đều đặt cái tâm của mình lên hàng đầu. Còn những cái chuyện xung quanh như là sức khỏe hay là cái chuyện mà tiền bạc cá nhân, không một ai nghĩ đến hết. Tiền túi mọi người móc ra để mọi người chi trả, không ai tính toán hoặc so đo với ai về những cái khoản tiền đó cả. Tất cả cũng chỉ mong muốn là góp được một cái phần nhỏ nào đó, cái sức của mình để hỗ trợ cho tất cả những người xung quanh, những người gặp những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà thôi. Thì ngày hôm nay, Nghĩa xin được phép Nghĩa chia sẻ với các bạn đôi điều như vậy để các bạn có thể hiểu rõ hơn về thứ nhất là cái số tiền mà Trấn Thành đã gửi cho Nghĩa, rồi cái thứ hai là cái hành trình
qua hoạt động của tài khoản An Vui trong cái chuyến đi miền Trung, và cái thứ ba là kể cả một cái hành trình rất dài của tài khoản An Vui đã làm từ trước đến giờ để các bạn có thể hiểu rõ hơn nha. Và nếu như các bạn nào muốn xem lại thì các bạn chỉ cần kéo Facebook của Nghĩa xuống thôi, thì các bạn có thể sẽ coi lại được cả một cái hành trình rất là dài như vậy, từ trước khi bắt đầu ra miền Trung, rồi sau khi ra miền Trung như thế nào, rồi nó trải dài cho đến ngày hôm nay, những hoạt động của tài khoản An Vui ra làm sao, các bạn có thể xem lại để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Nghĩa cảm ơn các bạn rất là nhiều, và Nghĩa xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, chúng ta sẽ được bình an để cùng nhau vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Để Nghĩa xin chào tạm biệt.